như tôi đã tâm sự với quý vị rồi, tôi là một người thất học, tôi không có học nhiều, cho nên tôi đâu phải là tác giả đâu. Mỗi một bài ca tôi viết nó đều phải có một cái cốt truyện, tôi mới dựa vào trong đó tôi viết được, chứ tôi không thể nào mà viết khơi khơi được. Và tôi muốn viết cái bài ca đó để cho nếu như mấy em nó có học, nó đi nó ca những cái lúc mà người ta mời nó đi ca những cái mà chúc mừng họ mẹ đồ kia nọ, nó có bài nó ca, bài ca đó thần tôi cũng gửi cái tâm trạng của tôi vào trong đó, cái bài ca đó là suốt mấy mươi năm giờ đây đàn con khôn lớn, là tôi muốn viết về các con của tôi. Mấy mươi năm bây giờ đã khôn lớn, tôi thấy tôi khỏe rồi, rảnh rang rồi. Và đồng thời tôi cũng viết bài ca đó là để chúc mừng cho tất cả những bà mẹ mà đã lo cho các con một thời gian dài suốt mấy mươi năm. Bây giờ con nó khôn lớn rồi, dĩ nhiên là tâm trạng của mình hơi khỏe rồi, là để mừng thọ mẹ, là có cái bài ca để cho mỗi khi mà các con các cháu nhớ tới cái ngày mẹ của mình, tới cái ngày sinh nhật của mẹ mình, thì các con sẽ có một bài ca đó để ca, để chúc mừng mẹ con hay là bà của các con là điều đó. Nhưng mà nó cũng là tâm trạng của tôi. Ơi suốt mấy mươi năm giờ đây đàn con khôn lớn, bao sóng gió đã qua giờ đây mẹ mới thảnh thơi. Đó là như thế đó. Nhà tôi cũng xin gửi cho các bà mẹ ở trên đất nước Việt Nam của mình, luôn luôn là nhất là mấy bà mẹ ở quê khổ cực nuôi con suốt mấy mươi năm, khi mà thấy nhìn lại thấy con nó khôn lớn rồi, ô khỏe vô cùng. Cô ơi, mỗi lần con có quay clip á, con thấy cô kể là mẹ rất là xúc động. Và nhân dịp ngày hôm nay ngày của mẹ, cô sẽ kể một kỷ niệm đáng nhớ của cô với mẹ cô được không ạ? Tôi với mẹ tôi thì biết bao nhiêu mà kể. Tôi ở trên đời này, bởi quý vị thấy tại sao lúc nào cũng vậy, dù cho tôi có xúc động thế mấy đi nữa, tôi cũng không có chảy nước mắt. Tôi không chảy nước mắt, không phải tôi kèm lại, nhưng mà sự thật con người của tôi nó quen như vậy rồi, từ nhỏ cho tới lớn. Tôi thương mẹ tôi ghê lắm. Ở trên đời này không có cái gì bằng mẹ tôi hết. Trong khi cũng như là lúc mà mẹ tôi đau, nếu mà xin lỗi có ông tiên bà Phật nào đâu mà chặt một cánh tay tôi đi làm thuốc để lo cho mẹ tôi hết bệnh, tôi chấp nhận liền, chứ tôi không có chấp nhận xa mẹ tôi. Cho nên khi mà mẹ tôi mất á, thì tôi bơ vơ dữ lắm. Dù lúc đó thì tôi đã là trên 60 tuổi rồi, nhưng mà tôi bơ vơ vô cùng. Tôi thương mẹ tôi dữ lắm. Là vì sao? Ngay lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy mẹ tôi khổ cực quá để lo cho tôi. Cũng như là bây giờ có nhiều khi tôi coi tivi, tôi thấy có những bà mẹ rất là khổ cực để lo cho con cái. Điều đó tôi thương lắm, tôi xúc động lắm, mà tôi không có chảy nước mắt. Tính tôi quen từ lúc nhỏ rồi. Khi tôi làm cái gì đó, mẹ tôi đánh tôi bao nhiêu roi, tôi cúi xuống để cho mẹ đánh bao nhiêu roi, chứ dứt khoát là không khóc. Nước mắt của tôi chỉ chảy ở trên đời này thứ nhất là khi mẹ tôi mất, tôi mới chảy nước mắt được. Thứ hai là trên sân khấu, những cái vai mà tôi đặt tôi vào ở trong đó, đó là cái vai Bùi Thị Xuân với cái vai Triệu Thị Trinh, hai cái vai mà làm cho tôi chảy nước mắt được, tôi không có khóc giả được. Cho nên mà khi tôi chảy nước mắt đó, là cả một vấn đề chứ không phải đơn giản. Mà mẹ tôi mất là tự nhiên nước mắt tôi chảy ra. Lúc đó quý vị có biết là tôi muốn chết theo mẹ tôi không? Nhưng mà chết không được thôi, chứ tôi biết tôi sống là tôi khó sống. Mẹ tôi mất mà coi như là mấy chục năm rồi, nhưng mà tới bây giờ đêm nào tôi cũng nghĩ là mẹ tôi vẫn còn nằm ở bên tôi. Quý vị ở trên đời này không có tình thương nào cho bằng cái tình thương của mẹ. Cho nên nhớ nha, cứ nhớ lại
tưởng tượng lại ngay cái lúc cái hồi mà mẹ mình mới sanh mình ra đi, bao nhiêu tháng mẹ mình ẵm bồng lo cho mình tất cả, về vệ sinh, về ăn uống kia, kể luôn cả những đêm khi mà mình nóng, mình ho, mình ngủ không được thì ai là người thức suốt đêm với mình? Chỉ có mẹ mình thôi. Cha thì cũng có lo gì, nhưng mà thường thường thì cha ưa lo cái chuyện lớn, còn mẹ đó thì lại lo cái nhỏ, cái lý tí, dù cái nhỏ cái gì á, dù nhỏ nhất của mình mẹ mình cũng lo. Mà cực khổ nhất là mẹ, thành ra phải thương mẹ cho thật nhiều, thương thật là nhiều. Nếu mà còn dịp thì thương đi, đừng cho để khi mà mẹ mất rồi là không còn dịp. Cũng như là mình nói là vàng bạc ngọc ngà châu báu hột xoàn gì đó, mà hôm nay mình có làm ăn gì mình bị thua lỗ, mình mất hết cái tiền đó, mình có rầu cái gì đi, nhưng mình vẫn hy vọng một ngày nào nếu có cơ hội mình sẽ tìm lại được. Nhưng khi mẹ mình mà nằm xuống rồi, không bao giờ có ai mà cho mình cái cơ hội để mình gặp lại mẹ mình nữa hết. Cho nên bây giờ khi còn mẹ, nhớ thương mẹ thật nhiều.